Where is your favorite beach? Describe the beach you frequently visit for me in detail. You indicated that you go to the beaches in the survey. Where is your favorite beach? Describe the beach you frequently visit for me in detail. Rồi, chị Hậu ạ. Câu này hỏi là bạn đã chỉ ra trong khảo sát rằng là bạn thích đi biển. Bãi biển yêu thích của bạn ở đâu và hãy mô tả nó. Rồi, ok, đúng rồi. Thì cái này thì nói như bình thường thôi, là tôi thích đi biển thì tôi ở Nha Trang. À, mọi người đi Nha Trang bao giờ chưa? Lắc cái kia. Đồ. Thế đi Sầm Sơn này đi cái gì được? Mới đi đến Cửa Lò thôi. Sầm Sơn nhé. Rồi ok. Bây giờ trả lời về cái Sầm Sơn Beach. Rồi. Cái bãi biển mà bạn hay đến thăm. Rồi ok. Chị Hậu này, đầu tiên thì tả đúng không? Thì chị sẽ tả là cái bãi biển này tên là gì, nó nằm ở đâu, nó cách Hà Nội, thủ đô của Việt Nam bao nhiêu xa, hoặc là cách nhà, không nói đến Hà Nội thì cách nhà của chị ấy bao nhiêu xa, và chị thường đi vào cái bãi biển đấy vào dịp nào. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ chuẩn bị từng xanh ấy này à. Nào, đầu tiên là cái bãi biển này tên là gì và nó nằm ở đâu chị? My favorite beach is Sầm Sơn. Sầm Sơn Beach. Nói lại beach. Beach. Rồi ok, dài nó ra và thả lỏng nó ra. Có bị is nhỏ Sầm chứ? Sơn Beach. Chứ có bị nhỏ quá không ạ? Nhìn được em ạ. Is Sầm Sơn Beach. Sơn Beach. Which is located in located in Thanh Hóa. Thanh Hóa province. Thanh Hóa province. Hôm nay thằng gì nhỉ? Thằng Tuấn Anh nghỉ à? Tuấn Anh ở đây đấy, quê Tuấn Anh ở đây. Rồi ok. Rồi khoảng bao nhiêu cây từ cách nhà chị? About 200 kilometers. Đọc là kilometers. Kilometers. Meters. Meter. Away from where? Away from. I live. Cách cái nơi tôi sống là cách nơi tôi sống đấy khoảng 200 mét. Rồi ok, tiếp nào anh Hữu nào, về cho em cái phần này này. Hay là em xác nhận cho anh Hưng rồi mà nhỉ. Rồi anh Hữu dịch tiếp cho em nha. Là mỗi mùa hè, mỗi khi mùa hè tới, tôi và cả lò nhà tôi lại lũ lượt kéo nhau đi biển Sầm Sơn. Every summer my family and I usually go to the Sầm Sơn Beach. Không có the đâu nha anh nhá. Usually go to anh Hưng sao nhỉ? Sầm Sơn Beach. Rồi ok. Tiếp này.
Nhân ơi, quê em ở Thái Nguyên đúng không? Vâng. Em hay đi cái mẹ gì đến Sầm Sơn? Ô tô. Ô tô gia đình á? Không, ô tô khách. Đồ, nào, tôi thường đi, chúng tôi thường đi xe khách đến đó và nó mất khoảng 3 tiếng, 4 tiếng. Often go to We often take the bus there. Mọi người lưu ý nhá, cái bus nó là cái dạng xe khách nó chạy đúng tuyến, nó chạy theo tuyến nhá, chứ không phải là bus, chỉ là xe buýt không của mình đâu nhá. Nên mọi người đừng đừng có lo lắng về cái việc sử dụng này. Mà cả ngày mọi nói mọi người bắt buýt đến đấy thì cũng có ai cấm đâu đúng không? Rồi, you often take the bus there and it thường takes us bao nhiêu lâu? Five About 5 hour. Khiếp, đi lâu nhỉ. Rồi ok, khoảng 5 tiếng. Nên là chúng tôi thường phải dậy sớm. Thus là do đó. Nào. Tư nào. Nên là chúng tôi thường phải dậy sớm. Tư. So we usually get up early. Chưa, để chuẩn bị. To prepare For the trip. Đúng không? Get up early to prepare for the trip. Rồi. Tiếp này. Cái bãi biển đó thì có rất là nhiều người đến thăm. Thì nói như nào anh? Cả trong nước và ngoài nước. Anh Huy nào? Anh Hưng nào? Sao lại nick của anh lại đặt là Phạm Huy? À, thằng em nó mượn để đợt nó học học ở nhà ấy, nó mượn đích để đổi tên. Người yêu ông tên là Huy đúng không? Phải ra suy đáp đích That shit là vãi cứt á. đáp đích bãi biển đó, bãi biển đó Beach kéo beach dài nó ra, đừng có bitch như thế, nó là beach. Mọi người lưu ý cái phát âm nha, đọc lại nào, beach. beach Rồi ok, that beach. mò tourist Sao lại has a lot of tourists? có nhiều khách du lịch Ừ thì cũng dạy, nhưng dạy như không vậy thôi. There are a lot lot of of tourists on visit the beach. that beach. Both Domestic, international. cả nước ngoài foreigner, anh biết từ này không? And Vietnamese hoặc là như anh nói là gì, both International. international and domestic. Cái này thì mọi người chỉ dùng đúng về cách dùng từ thôi nhé, à ấy, đúng không phải đúng về cách dùng từ mà ý là sử dụng từ ngữ đa dạng thôi nhé. Sao nó cứ bị sao nhỉ, nó không accept mọi người vào cái Zoom nhỉ. Rồi ok, cả trong nước ngoài nước thì nên dùng foreigners and Vietnamese. Rồi ok. Tiếp này. Chị Hậu đi, chung vào mới vào chưa cập nhật tình hình xã hội. Chị Hậu nào. Cái bãi biển đấy thường nó có cái gì nữa ngoài cái khách sạn nhà nhiều người này. Nhiều khách du lịch này. Thì có cái gì? Quanh các bãi biển đấy chị. Có các nhà hàng. Nhà hàng và thế bà ăn xong bà đi ngủ ở đâu? Sạn và nhà Rồi nghỉ. đừng dùng từ nhà nghỉ, nó phèn. Nhưng khách quốc tế ai ra đi ngủ nhà nghỉ đúng không? Chúng ta có nói từng mảng một nhá, có nhiều khách sạn này và có nhiều cái hải sản ngon này, nhiều món ăn ngon này, nhiều ấy, nên là tôi thích nhất là món nọ món kia này, được chưa? Đó rồi
Có rất là nhiều nhà hàng xung quanh cái bãi biển đấy thì nói như nào chị? There are a Dạ. lot Chị of Hậu restaurants ơi, chị học tiếng Anh ở đâu đấy? Tự học à? Chị tự học. Restaurants. beach. Restaurants. Restaurant. Học tiếng Anh ở châu Âu đúng rồi nhỉ? Around. Có biết thế nào là hư không bé? Đấm cho giận giờ. Around the The beach. beach. Rồi ok. Tiếp nào. Châu Phải có điều âm dã thật đấy không? Ôi ôi, khiếp đùa, lại nói đến chuyện trẻ con, em dạy bọn trung học cơ sở, ôi em ván đầu luôn. Thôi không sao. Em hôm nay mà bị feedback là bọn nó đi học nghe TOEIC, em kể chuyện mọi người vui vui một tí xíu. Là nó đi học nghe TOEIC, xong em bắt nó nghe 3 4 lượt rồi, nó vẫn bảo nó không nghe ra cái gì. Thế em mới điên quá, mà mày bị điếc à? Không nghe nữa, chọn đáp án đi. Thì nó bảo là thế, nó kể với lại người khác là thế em không nghe ra thì em chả muốn nghe lại để mà chọn đáp án. Nhưng mà trên thực tế đi thi thì nó chỉ nghiệm TOEIC, nó chỉ được nghe một lần thôi, mà trong khi đó bảo về nhà nghe thì cũng không chịu nghe. Thế xong rồi nó bảo là anh ấy chửi em vô lý như thế nên là em nghỉ. Thế tự dưng em lại thấy là bản thân mình có lỗi, chẳng nhẽ là em từ trước giờ em đã quá đáng với mọi người lắm à. Mệt mỏi. Rồi ok, chắc là các cháu nó chưa đi làm nên là chưa bị ăn chửi. Chưa đi làm rồi, cái chuyện bị chửi là chuyện bình thường lắm mà. Rồi ok, restaurant. Rồi tôi có rất là nhiều các cái món hải sản ngon thì nói như thế nào hả anh Hiếu? There's many Seafood. delicious Thêm ép luôn hả? seafood. Rồi. There are a lot of many there are many delicious. There are many delicious seafood. Seafood. Nhưng mà cái seafood nó không đếm được nên nó phải là dishes. Được chưa? Rồi, anh thích ăn nhất món gì? Cũng lại không nhớ tên, mình thích ăn ghẹ nhất. Gạo. Thôi rồi Bao cân? Dạ 40 cân. Rồi, the dish that I like That's most is, thực ra là nếu mà cái từ ghẹ hoặc từ cua ấy nó là crab, highlights. nhưng mà mọi người sẽ rất dễ nhầm với từ crab này là cứt, nên là tốt nhất là mọi người tránh cái món đấy ra, được chưa? Rồi ok, món khác đi anh, không phải ghẹ nữa. Hàu Toàn chơi món khó. Món tôm hùm là gì? tôm 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 mình quên quên mất rồi. tôm hùm là gì hả hả tư? Ôi ôi cha, học tôi bỏ đi à? Anh Hưng, là tôm hùm là cái gì? Long Lobster, đúng rồi đấy, phải thế chứ, thầy quên thì ít nhất các trò phải nhớ. Thầy đã quên rồi, đợi các trò lại. Rồi, the dish I like most is lobster with garlic. Cái mà tôm hùm chiên tỏi á. Ôi, ngon gì đâu á, nó ngon gì đâu á. Được chưa? And cheese. Bơ. Bơ ấy. Tỏi bơ ngon lắm. Tôm hùm cháy tỏi bơ. Rồi mọi người học thêm cái đấy, garlic and cheese. Còn nếu mà không nhớ được thì nhét mỗi lobster thôi. Rồi. Nếu giả sử sau này mọi người nói chuyện với người nước ngoài nhá, em đang nói là gọi là tiếng Anh thực chiến đi, mà mọi người nói cái từ lobster mà mọi người phát âm không nhớ lắm thành lobster something thì mọi người sẽ tả kiểu gì hả anh Hiếu? You know Tại lobster. cái lobster đấy là cái con gì, con như nào? Cái động vật biển, the sea
You know the sea animal. The animal with a lot of legs. Và rất là nhiều chân, đúng không? Đúng không? And a big body. Vậy giờ nếu mà Văn nói nhá, thì mọi người nói yummy, yummy là ngon, vị ngon trên từng ngón tay. Cái này là Văn nói. Thực ra từ trước này em đẩy mọi người luôn là cái Văn dạng vẫn là dạng Văn viết. Tức là mọi người nói there are many delicious seafood dishes. The dish that I like most is lobster with garlic and cheese. You know the sea animal with a lot of legs and a big body. Yummy. Đó, đó là Văn nói, được chưa? Thế là ví dụ mà ta thích cái tôm hùm lắm nhá. Cái loại, cái con mà sinh vật biển mà có rất là nhiều chân, người to đùng ấy. Rồi, ui, ngon. Kiểu vậy. Đấy mới là Văn nói. Được chưa? Rồi ok, chúng ta tiếp tục. Ngoài cái đó ra, ngoài cái nhà hàng ra thì còn cái chỗ để nghỉ ngơi nữa. Thì tôi ăn nói thêm món ăn sáng nhá, mà ăn bún hải sản ấy. Được chưa? Bún hải sản vừa ngon vừa bổ vừa rẻ, tối đi à, đúng không? Mời Nhân à. Đúng à, ăn cái đấy hay đi ỉa lắm. Nhân nào? Rồi, khi mỗi lần mà tôi đến Sầm Sơn thì tôi luôn luôn đảm bảo rằng là tôi ăn bún hải sản vào bữa sáng. I always whenever I come to Sầm Sơn Beach, tôi luôn đảm bảo always make sure that I ăn have hoặc là eat have thì sẽ hay dùng hơn mà dùng nó tốt hơn. Breakfast have cái gì? Seafood noodles, bún hải sản đấy. For breakfast. Rồi, it's not only ngon, ngoài cái từ delicious, chúng ta còn có gì? Từ gì nữa? Good. Ngoài cái từ good, ngoài từ delicious, còn từ gì nữa? Nice. It's not only nice. Come. It's not only perfect. Hà tư, cái từ mà ngon ấy, món ngon ấy, chúng ta có từ đây và từ gì nữa? Ấy à, dài ghê rồi ấy. Kết được rồi đấy. Hà tư. Dạ. Cái ngon mà tả món ăn ấy. Delicious. Rồi, delicious, ngoài delicious food. Gì nữa? Best dish. Gì nữa? Test best dish. Ngon à? Em chỉ biết thế thôi. Ngon chảy rãi này, anh không? Tasty. Rồi, chúng ta có thể dùng từ tasty nha. Tasty là mọi người biết test là nếm không? Tasty là có vị ngon nhá. Còn cái từ water cái gì nhỉ? Mouthy à? Hay cái gì nhỉ? Quên rồi. Mouth watering. Mouth là mồm, watering. Đấy chưa? Mouth watering là ngon chảy rãi nhá. But also very rẻ là gì? Inexpensive. Cheap. Hoặc là cheap, hoặc là it's also very affordable. Tụi dùng tính từ nào cũng được. Đấy chưa? Nhưng mà đương nhiên là hai cái từ ở hai bên ấy, nó sẽ rất tốt hơn là từ cheap. Rồi, that's the beach I like. That's the beach I like. The beach I like most, đó là cái bãi biển mà tôi thích nhất. Cái này bài này nó sẽ hơi dài về, mọi người phải lược bớt đi ấy. 160 từ chém gió hơi ác. Không phải lược cái phần đầu đi cũng được. Đây này. Đây này.
Thôi này, lược cái phần này đi là được, bởi vì nó nói hoặc là lược từ cái phần này, which is Thanh Hóa Province thôi, bỏ cái phần này đi là được. Được rồi, rồi tiếp nhé. What do you take when you go to a beach? Please list all items you take to the beach. What do you take when you go to a beach? Please list all items you take to the beach. Rồi, bạn là cái này nó hỏi cái gì đấy hả anh Hưng? Gì nghe là bit bit item tích tích đồ mà đồ. Cái đầu bùi gì mà item bit bit tích tích. Nghe thế thì đi thi Nghe rõ đâu. không? Nghe lại nha. What do you take when you go to a beach? Please list all items you take to the beach. What do you take when you go to a beach? Please list all items you take to the beach. What do you take when you go to a beach? What do you take? Bạn mang cái gì? When you go to a beach? Khi mà bạn đi biển. Mọi người có nhớ cái hôm cái bài mà đi du lịch không? Đó, mang theo kem chống nắng này, mang theo quần áo này, mang theo kính râm này, mang theo đồ bơi, swimming suit, swimsuit. Nhớ chưa? Mang theo sunglasses là kính râm này, sun cream là kem chống nắng này, ngoài ra là mang theo quần áo. Mọi người nhớ cái đấy không ạ? Tiền mặt rồi các thứ, Thì mọi người dùng cái đấy hộ đồ em nhé, em đỡ phải nói lại. Do you have a special memory that happened at a beach? When was it? Why is that so memorable to you? Please tell me about your memory in detail. Rồi, ok. Do you have a special memory that happened at a beach? When was it? Why is that so memorable to you? Please tell me about your memory in detail. Rồi, lại này. Do you have a special memory that happened at a beach? When was it? Why is that so memorable to you? Please tell me about your memory in detail. Rồi, ok, nó nói cái gì đấy anh Hiếu? Kỷ niệm đặc biệt nhất khi đi biển và nói chi tiết về kỷ niệm đó. Kỷ niệm đáng nhớ khi đi biển đúng không? Rất là dễ thôi. Đây, mọi người hãy nhớ là gì? Tôi đi biển Sầm Sơn, không phải tự dưng em cho cái phần đầu này vào đâu. Nói đến cái đoạn nhá. I get up early to prepare for the trip, đúng không? Sau tôi đi đến đấy. Rồi, thế đi đến đấy xong thì tôi gặp một cô gái và tôi đã yêu cô gái đó. Đêm đến chúng tôi dẫn nhau ra bờ biển, kít kít. Được chưa? Thì mọi người nói đến cái phần này nhá, mọi người đẩy hết về quá khứ cho em này, xong rồi sau đó mọi người nói là gặp người yêu đầu tiên nhá, first girlfriend, first boyfriend on the beach. At night we went out to the beach and then walked there for an hour and a half. Đi đến đấy đi dạo một tiếng rưỡi này, được chưa? Xong rồi sau đấy thì về nhà chúng tôi trao đổi nói chuyện nhiều hơn ở chúng tôi. Hoặc là sáng hôm sau, next morning we made an appointment that we go to the beach and swim there and swam there, swam quá khứ. Được chưa? Tức là đi ra biển và bơi, sáng sau đi ra biển và bơi sáng ấy, được chưa? Thì xong rồi đi ăn bún hải sản đó này, bún hải sản cùng nhau này. Tóm lại là kể là mọi người gặp cái người yêu đầu tiên xong đi chơi, tối chơi cùng nhau đi dạo biển này, sáng hôm sau thì đi ăn sáng cùng nhau, sau đi bơi cùng nhau, xong rồi về tắm cùng nhau, tắm thôi, không cùng nhau. Tắm xong rồi đi đi ăn sáng. Ui, tôi không thể nào quên được cái water mouth watering. Đó là watering hay watery nhỉ? Watering. Sorry mọi người nhá, sửa mọi người sửa lại cho em cái này. Watering. Mouth watering. Là ngon chảy nước dãi. Được chưa? Đó. Nhìn thèm rõ dãi ra kiểu vậy. Ok chưa? Chúng ta bỏ qua cái chủ đề này nhé. Rồi chúng ta chuyển sang cái chủ đề tiếp theo đi ạ. Rồi, social network site.
Câu này có nghĩa là gì? Chị cầm, mọi người nghe trước này. You indicated in the survey that you like to use SNSs. What kind of SNS do you usually use? When and where do you usually use it? Lại này. You indicated in the survey that you like to use SNSs. What kind of SNS do you usually use? When and where do you usually use it? Rồi, lại ạ. You indicated in the survey that you like to use SNSs. What kind of SNS do you usually use? When and where do you usually use it? Rồi, cái này thì chắc chắn là những người trẻ sẽ biết chung nào. Chưa nghe được cái từ cuối cùng của câu 1 ý. You indicated in the survey that you like to... You indicated in the survey. Bạn nói ở trong cái khảo sát là... Use SNSs. You like to use SNSs. Nghe có quen không ạ? Nhóm nhạc của Hàn Quốc đấy ạ. SNSs đấy ạ. Nhạc cái đèn đi gì ạ? À, nghe biết rồi, nghe rồi. Còn lại SNSD mới đúng nha anh. SNS có nghĩa là Social Network Size, số nhiều của nó ấy, tức là các mạng xã hội. Nhà Hàn Quốc cái mẹ gì ở đây. Còn lại có bố. Rồi. Chết thôi. Mẹ em nghe thấy mỗi nó nói là cái gì mà SNSD em nói luôn, còn Blackpink, còn con Blackpink có con gì? Con gì người Thái Lan nhỉ? Lisa. Lisa, đúng rồi, thiên thần trong lòng em. Xếp sau mỗi Maria Ozawa nha. Rồi ok, mọi người ghi cái từ SNSD này mọi người ạ. SNS như này này. Social network. Social là xã hội, network là mạng, site là các cái trang. Được chưa? Khi mà size nó viết tắt như thế này, SNSs nó sẽ đọc như vậy. Như này này. SNSs nó sẽ đọc như vậy. SNSs. Rồi nhớ nhá, cái này thì chúng ta phải tả Facebook, Instagram chứ không phải Lisa với Blackpink với lại SNSD với lại 2NE1, Big Bang. Cái kiểu đâu nhá. Trời ơi. Không biết là nó có thi vào cái đề này hay không, tùy mọi người, bởi vì thực ra mọi người nói là mọi người đã sống trong cái môi trường như bây giờ thì không thể nói là mọi người không dùng cái mạng xã hội được. Câu hỏi mở rộng ấy nó có thể hỏi về cái này. Được chưa? Nên mọi người cứ có sự chuẩn bị, có sự chuẩn bị rồi sau đó thì nó sẽ tốt hơn. Còn mấy cái chủ đề mà không thể chém được thì là chúng ta mới phải học thôi, ví dụ như là cái ngân hàng này, bank, cái ID card này, vân vân. Rồi, được chưa? SNS. Rồi, tóm lại là cái mạng xã hội mà bạn sử dụng đúng không? Social network sites that you use. Và sử dụng vì mục đích gì, sử dụng như thế nào? Mọi người nghe lại này. What kind of SNS do you... You indicated in the survey that you like to use SNSs. What kind of SNS do you usually use? When and where do you usually use it? Nó hỏi cái gì đấy ạ? Nghe lại nha. Chung nha. You indicated in the survey that you like to use SNSs. What kind of SNS do you usually use? When and where do you usually use it? Chúng ơi, nó hỏi cái gì đấy em? Bạn đã chọn trong cái phần khảo sát là về mạng xã hội. Thì bạn thường dùng loại nào?
quen lên que khi nào bạn dùng khi nào bạn ở đâu bạn hay sử dụng nó hay. Đúng rồi. Thì em có ý tưởng gì không? Rồi, bây giờ mình dịch, mình nói tiếng Việt. Mình nói tiếng Việt rồi mọi người dịch nhé, cho nó nhanh. Chứ còn để mọi người nghĩ chắc đến sáng mai cũng ra được vài câu đấy. Rồi ok, từ chung đi. Ngày nay thì mọi người đã quá quen với các mạng xã hội như Facebook, Instagram, Twitter, Telegram. Chung. Chung ơi. Chung ơi, Chung có nghe thấy gì không Chung? Nếu Chung không nghe thấy thì mời chị Hậu. Chuẩn bị hỏi thầy lại, đọc lại tiếng Việt này. Nowadays people. Nowadays, số nhiều. Nowadays. People are. People. Familiar. Chị biết từ này không? Familiar. With, hoặc là I used to quen với social social network sites like như là like Facebook Facebook rồi ok Instagram Facebook này, Instagram này, gì nữa? TikTok. À, chị biết Telegram không? Anh Hiếu, Telegram là cái gì? À? Cái mạng của Nga thôi. Telegram này này, chị biết không? Chị biết cái Telegram này không? Rất là nghi ngờ. Telegram thực ra Telegram không sai nhé, người dùng sai đấy nhé. Thật ra là như này em cũng nói để chị biết luôn, không phải bảo thầy nói. Telegram nó có hai hình thức sử dụng mà ở Việt Nam phổ biến. Một là bọn Bitcoin ấy, bọn lừa đảo ấy, chị biết bọn Bitcoin đấy không, bọn đa cấp ấy. Con thì có nghe. Nó hay dùng cái này. Bitcoin ở Việt Nam hầu hết là lừa nhé, hầu hết là như vậy. Còn một cái nữa là link sẽ link mấy cái video vớ vẩn đấy, là mấy ông hay tung lên trên này. Ví dụ như ông Hữu Trần kia là một chủ nhóm của một Telegram động Thái Nguyên. Rồi ok, nên mọi người thực ra Twitter cũng có nhé, Twitter cũng tương tự. Cái này thì chắc mọi người cũng biết rồi đúng không ạ? Twitter, rồi ok. Đương nhiên là bản thân nó có cả cái hình thức khác nhé. Còn cái OnlyFans thì thôi mọi người đừng đề cập đến nhé. Có một cái mạng xã hội OnlyFans ấy, cái quạt ấy, chỉ là cái bàn đấy, nhưng mà thôi mọi người đừng có đề cập đến cái mạng xã hội đấy, nó ban của mọi người đi đấy. Rồi ok, tiếp. Ngày nay thì mọi người rất là quen thuộc với các mạng xã hội đúng không? Và tôi cũng là một trong số đó, thì nói như là anh Hiếu. And me too. I'm no exception. Tôi cũng không phải là ngoại lệ. No, I'm no exception. Rồi. Được chưa? Anh vẫn là anh Hiếu này. Tôi dành hầu hết thời gian rảnh của tôi trên mạng xã hội. Tôi dành hầu hết thời gian rảnh của tôi trên mạng xã hội để mà gì? Mà nói chuyện với bạn cũ và tìm kiếm bạn mới, tìm kiếm những con mồi mới ấy. I spend all free time on hầu hết, không phải là tất cả anh. I spend almost. Em đã bảo là almost, nó không phải là tính từ. Most mới là tính từ. Almost là trạng từ. Almost nó phải đi với một cái gì đó nữa. Almost all. Almost thì nó phải đi với all. Almost all, hầu hết tất cả. Còn most ở đây là hầu hết rồi. My free time on. On social networks. Anh nói lại là social. Social networks. Nó không CO mạnh quá đâu anh. Social. Social. Networks sis. Sai. Sai. Rồi to. To
Just with my friend and correct. Old friend, đúng không? Yes. Chat with old friend and correct. Tìm kiếm những con mồi mới. And try a new friend. Look for new friends hoặc là new buddies. Thôi được, new buddy nha. Không biết để phát âm thành body là xác chết thì chết mẹ. Rồi ok, new friends. Rồi nhân cái cơ hội này thì chúng ta nói thêm một câu là tôi đã gặp được một số người rất là tử tế ở trên mạng xã hội. Thực tế ra là người yêu của tôi bây giờ cũng, thực tế bây giờ vợ tôi bây giờ cũng là người mà tôi gặp trên mạng xã hội. Là nhân nào, nhân có vợ chưa? À chết, anh xin lỗi, nhân không lấy vợ. Sướng, nhân sướng. Tôi đã gặp một vài người tử tế, một vài người tốt ấy. I meet không biết quá hiện tại anh Thành. I have met some tử tế tốt, nice and kind people kind on those sites, ở trên những cái đó đúng không? Rồi trên thực tế. Actually. As a matter of fact. Câu này là sẽ hay hơn nhé. Hoặc là actually như em nói cũng được. As a matter of fact. Nếu mà mọi người nói câu này thì đi thi nó sẽ điểm cao hơn. I also met my. Nếu như mà là nhân thì là boyfriend hoặc những người khác. Girlfriend. Thì, girlfriend à, anh xin lỗi. Em chơi được cả hai hệ luôn á. Có lỗi được anh. Em xin lỗi nhiều. Bỏ trẻ con ra là tư tưởng bệnh hoạn lắm. Rồi ok, my boyfriend, girlfriend, my wife, my husband. Tùy nhá, chị Hậu thì my husband. Biết đâu bà Hậu vào chơi girlfriend luôn thì sao? Bình thường mà. Vợ em bây giờ nó sẽ truyền bá cho tư tưởng như em là nếu như con mình sau có chơi BD, tức là ý là đầu tiên là tưởng là con trai điều này, bây giờ nó con gái nó vẫn cứ thế. Xong rồi thằng bạn em cũng đẻ con gái. Thế hôm nọ thì trước là cứ tưởng là nhà em đẻ con trai thì cứ hẹn là thông gia thông giết. Xong rồi bây giờ quê quá rồi mà. Thì bảo không sao, tao bây giờ tao vẫn cho con tao thông gia với con nhà mày. Chơi BD được. Hai đứa con gái, không sao hết. Này my boyfriend, my wife, my girlfriend, my husband. Rồi on Facebook, đúng không? Trên đầy người yêu nhau qua Facebook này. Social network site cũng là một mạng xã hội đúng không ạ? Rồi tiếp nào, ngoài cái việc mà nói chuyện với mọi người trên mạng xã hội thì mình còn dùng mạng xã hội để làm gì hả bạn Tứ? Hả? Để tìm kiếm thông tin để hai lúc để hai cái gì để 2k9 đúng không? Em biết vụ đấy không? Tìm thêm thông tin nha anh. Look for information. Em biết cái vụ 2k9 không? Em không. Diễn à? Nhiều thằng bị ban nick lắm, nhiều thằng bị cấm nick cái vụ đấy lắm đấy. In addition, I also use social network sites to update myself. Tôi cập nhật bản thân mình with the latest news. Được chưa? Tin tức mới nhất có mà, được chưa? Rồi, cái loại tin tức mà anh hay xem là loại tin tức gì? Cô Hoa Hậu này, lộ hàng, chàng ca sĩ kia, rách quần. Nào mời anh Hưng nào. Cái tin tức hay xem. Dạ. That kind of the kind of news that I usually find hoặc là look for is hoặc là has something to do with cũng được nhé. Có cái gì đó với liên quan đến has something to do with Model.
cái gì đấy? Người mẫu. Vãi mail à hay female mail Female, female. à? Rồi rồi, gì nữa? Chính trị nhá mọi người, nếu mọi người thích thì mọi người dùng từ chính trị, politics. Police. Gì nữa? Giá xăng dầu thì nó như nào? Gas price, Price. đúng không? Gas price. Gì nữa? Tin về cái gì? Economy, kinh tế, chính trị, văn hóa, culture, vân 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 vân, được chưa? Hoặc là nấu ăn đấy thì mọi người nói là cooking hoặc là sports, thể thao, tùy mọi người nhé. Mọi người muốn nói nào thì nói, được chưa? Rồi ok. Tiếp này, ngoài ra nhé. Ngoài ra thì đôi khi tôi cũng đến cái phần ở trên Facebook, nó có cái phần watch để xem video, để review phim các thứ đúng không? Ai nhỉ? Đến chung nào. Ngoài ra không chỉ vậy, không chỉ vậy tôi đôi khi cũng xem cái phần Sai sometime sometime I watch video on videos. Go ahead. Videos. On the watch function. Tính năng ấy, of Facebook. Được chưa? Rồi ok. Tiếp nhá. Ấy à, nhiều phết rồi nhỉ. Mọi người có nhớ cái trò Candy Crush ở trên Facebook ngày xưa không? Mọi người có chơi được Candy Crush? Rồi. Sometimes, from time to time. My, bạn tôi và tôi, friends and I play Candy Crush together on Facebook. It's a lot of fun. It's a real fun. Rồi, đó là cách tôi dùng mạng xã hội. That's how I use social network site. Được chưa? Rồi ok. Mọi người có thắc mắc gì về cái bài này không ạ? Nó dài. Giản vâng đi. Trong quá trình mọi người nói đến đâu mà nó, bởi vì là cái bài này em chia ra rất là nhiều ý. Nếu mọi người nói đến đâu, ví dụ như cooking này mà nó, tức là nó hết thời gian rồi thì thôi nhá. Đấy là, hoặc là nếu mà save on Facebook social network site thế này thì hết rồi thì thôi, mà bởi vì thực ra mọi người cũng không nhớ được hết. Đấy là, mọi người nhớ cái gì mọi người cứ nói hết ra. Xong mà cảm thấy hết giờ thì mọi người chốt that's how I use a social network site. Thế thôi. Trình độ IM nó không yêu cầu quá nhiều, được chưa? Chưa? Tiếp. Trời nhân ơi là nhân. You indicated in the survey that you like to use SNSs. Please explain what you usually do with an SNS in detail. You indicated in the survey that you like to use SNSs. Please explain what you usually do with an SNS in detail. Rồi. Nó nói cái gì ạ? Nó nói cái gì? Mời bạn Tư. You indicated in the survey. Nói đi, nói đi, nói đi. Thôi cứ cho nghe lại một lần nữa. Đây nhé. Đang.
You indicated in the survey that you like to use SNSs. Please explain what you usually do with an SNS in detail. Ở trong cuộc sát chỉ ra bạn thích sử dụng cái SNS. X-Plan là gì anh nhỉ? Lại nhé. You indicated in the survey that you like to use SNSs. Please explain what you usually do with an SNS in detail. SNS là gì? Social network site. Tóm lại là bạn nói là bạn dùng social network site. Thế thì bạn hãy nói là bạn làm cái gì với social network site in details. In detail là về chi tiết. Thì chúng ta dùng cái này để cho dùng cái bài này vì nó y như nhau. Rồi còn một câu nữa này là thế nào cũng có tờ trải nghiệm này, trải nghiệm dùng cái gì đó. Please tell me about your most memorable experience you had when you used an SNS. What happened? Why was it so memorable to you? Rồi nó nói về trải nghiệm dùng đúng không? Trải nghiệm dùng thì mọi người có thể nói là gì? Khi mà tôi vào năm nhất đại học thì bố tôi mua cho tôi một cái điện thoại. Xong bắt đầu tôi dùng Facebook. Dùng Facebook thì cái người bạn đầu tiên của tôi là người bạn cấp 3. Được chưa? Người bạn cấp 3. Sau đấy thì chúng tôi nói chuyện rất là nhiều. Và chúng tôi chia sẻ là chúng tôi thấy là có rất là nhiều cái điểm chung. Chúng tôi gọi điện. Có cái chức năng gọi điện ấy. Chúng tôi nhắn tin cho nhau mỗi ngày. We chat every day. And then we sometimes do video calls. Được chưa? Video call gọi video cho nhau là we talk a lot. Sau đấy thì chúng tôi yêu nhau. Đó là cái trải nghiệm mà đáng nhớ khi mà tôi dùng cái mạng xã hội. Được chưa? Rồi, để mà mọi người không phải mất thời gian thì em sẽ gửi cái đó nhé. Đây, phần nội dung này mọi người xem qua đi ạ, mọi người xem qua. Không nhất thiết phải chép. Lát nữa em sẽ gửi cái phần đáp án của nó lên trên nhóm cho mọi người. Mọi người xem qua đây có phần nào không hiểu thì mọi người hỏi em. Lại nha. Từ từ. Cho nó tắt hẳn đi. Sắp đi. Rồi. Mọi người có thắc mắc gì không ạ? Mọi người ngồi in nghe em và vợ em nói chuyện với nhau như vậy ạ? Em không thích mọi người im lặng vậy đâu. Cái chỗ em Every under the sun là gì? Là nghĩa là gì? Everything under the sun là chuyện trên trời dưới đất chị ạ. Chuyện trên trời. Thế mà những người khác thì không hỏi. Em rất là ghét những người khác. Em rất quý mỗi chị Hậu thôi. Ít ra chị Hậu còn tăng comment tương tác. Cái gì nhỉ? Comment tăng tương tác video cho em. Em buồn quá, chắc em phải thay đổi bản thân thôi, em phải dạy nhẹ nhàng hơn, không thì mọi người ghét em mất. Con em lại đói thối mồm ra. Chứ em lại cần quá cơ. Ruột. Chú ạ, còn cái gì nữa không ạ? Ngại thật.
thầy vẫn không biết mình sai ở đâu, thầy vẫn cố tình làm những cái trò như thế. Sau thầy lại không tuyển được sinh, thầy lại há mồm ra thầy kêu. Rồi ok, chúng ta chuyển sang bài tiếp theo, đó là bài appointment. Ở đây từ từ từ, để em gửi luôn vào trong nhóm cho các anh chị, không em lại quên đấy. Nhóm đâu ta? Nhóm ở đâu ta? Tương anh OPIC 2, thầy ơi, mấy cái suy nghĩ nhé. OPIC. Nhớ ngày nào mới đầu chúng ta còn tập lập nhóm thứ làm quen. Ước kìa chào nhau, hello. Thế mà bây giờ các bạn đã bỏ học gần hết rồi. Má ơi luôn. Nhưng mà em cũng chả biết phải làm nào. Bây giờ không đưa đáp án thì mọi người giận dữ, mọi người chửi bới em. Mà đưa đáp án thì mọi người kêu là khó, là chán. Làm dâu thiên hạ thật sự là, thật sự là không khó, quá là khó. Nhìn, nhìn thầy thế thôi nhưng mà thầy rất là yếu đuối, thỉnh thoảng lại khóc phát đấy. Không buồn chứ chị, buồn chứ. Thật ra tự dưng mà bị phản feedback ấy là thầy dạy không ra gì, nghe nó không thoải mái chứ. Như ví dụ như các anh chị này này, các anh chị học ở đây lâu như thế rồi vẫn, nhưng vẫn chưa thấy giới thiệu học viên mới thì chắc là chất lượng đào tạo bên em có vấn đề. Em cũng buồn lắm. One. Trong đó có ông bà đang nghĩ là có vấn đề thật chứ còn đéo gì nữa, mày không phải làm màu đúng không? Rồi ok, chúng ta chuyển sang cái topic tiếp theo, đó là appointment, tức là cuộc hẹn. Appointment thì nó có thể là gì? Doctor appointment. Doctor appointment là gì ạ? Hẹn nha sĩ, hẹn bác sĩ. Hoặc là friends appointment, arrangement. Thế thôi, hẹn hò, sắp xếp hẹn hò với bạn bè đi ăn đi chơi. Yeah. Rồi ok, những cái chuyến hẹn đi du lịch mà không bao giờ thực hiện được ấy. Mọi người nghe nhá. 1. Meeting friends, arranging business meetings or making appointments or arrangements with doctors is part of daily life. Please tell me about the kind of appointments or arrangements you usually make. I usually make an arrangement with my friends for dinner or 1. Meeting friends, arranging business meetings or making appointments or arrangements with doctors is part of daily life. Please tell me about the kind of appointments or arrangements you usually make. 1. Meeting friends, arranging business meetings or making appointments or arrangements with doctors is part of daily life. Please tell me about the kind of appointments or arrangements you usually make. 1. Meeting friends, arranging business meetings or making appointments or arrangements with doctors is part of daily life. Please tell me about the kind of appointments or arrangements you usually make. 1. Meeting friends, arranging business meetings or making appointments or arrangements with doctors is part of daily life. Please tell me about the kind of appointments or arrangements you usually make. I. Rồi. Nó hỏi cái gì đấy ạ? Mọi người hãy cho em biết nó hỏi cái gì ạ? Nhân à? Câu trước thì em không nghe rõ nhưng mà câu sau thì em thấy là cái cuộc gặp mặt là bạn luôn bị hủy ạ. Cái gì cơ? Từ banh banh nghĩa là gì anh? Banh nào? 1. Meeting friends, arranging business meetings or making appointments or arrangements with doctors is part of daily life. Please tell me about the kind of appointments or arrangements you usually make. I usually make an arrangement with my friends for dinner or to see a movie. Also, I often have to make an important appointment with an ENT doctor because I regularly have a stuffy nose. 1. Meeting friends, arranging business meetings. Đây nha, mọi người chép cái câu hỏi của nó vào nhé.
or making appointments or arrangements with doctors. Is part of daily life. One, meeting friends, arranging business meetings, or making appointments or arrangements with doctors is part of. Daily life. Please tell me about the kind of appointments or arrangements you usually make. Chưa? Cái này nó nói về cái gì đấy ạ? Nhân. Cái loại cuộc gặp mặt mà bạn thường làm. Rồi, tóm lại là hẹn hò gặp mặt và bạn làm đúng không? Rồi, ok. Chúng ta làm nào. Em có ý tưởng gì trong đầu không Nhân? Em lại xuống Hà Nội đi chơi bao nhiêu rồi ạ? Hả? Cuối tuần lại xuống Hà Nội đi chơi bao nhiêu rồi ạ? Em có người yêu ở Hà Nội cơ. Dạ. Được thế thôi. Thực ra là đây nhé, mọi người để ý cái câu hỏi của nó ấy, nó có nói đến gì các cái hẹn hò gặp mặt nói chung thì mọi người phải chia ra để mà nói, chứ không phải là chỉ nói mỗi cái là tôi chỉ gặp mặt bạn gái thôi, thế chẳng nhẽ mày răng đau không đi khám à, đúng không? Ít nhất chia làm hai cái, một là hẹn hò bạn bè đi ăn nói thế cho thoải mái, chứ còn hẹn người yêu dưới Hà Nội để ăn sò ăn gạch cua thì khả năng cao Nhân là đi ăn gạch cua. Thế à? Có bị dị ứng cua không? Hay em ạ? À? Ừ. Em không dị ứng gì cả. Ăn được gạch đúng không? Shit, trong tiếng Anh gọi là shit. Rồi ok. Nhuộm vàng bảo đao đấy. Xem phim đấy chưa? Chêu thế thôi. Quay lại với bài này. Bây giờ chúng ta chia làm hai phần nhé. Là hẹn hò với bạn bè và hẹn hò bác sĩ. Được chưa? Rồi ok. Dịch nào Nhân, dịch nào. Oh.
Tôi thường xuyên hẹn hò bạn bè đi ăn hoặc là đi xem phim. I usually make appointment with my friends. Oh my god. Make an appointment. Nó phải có an nha. With my friends to go out. Đi ăn. And it or xem một bộ phim. Rồi ok. Tiếp này. Thì thường thì lúc nào em đi ăn? Chào ai buổi trưa. Đi ăn vào cuối tuần bởi vì thường mọi người rất là bận đúng không? Tư nào. Chúng tôi thường đi ăn vào cuối tuần bởi vì bình thường chúng tôi cũng rất là bận với công việc. We usually hang out at hoặc là on đều được nha. Weekends. Weekend. Because we are quite busy during the week. Rồi thường thì hẹn hò này mọi người tụ tập ở đâu hay là đi bằng phương tiện gì? Hà Tư. I usually miss an appointment in restaurant or coffee shop. I have a car, so I usually pick them. I am usually the one, always the one to pick them up and bring them to their restaurant or their movie theater. I usually make an appointment with my friends to go out and eat or see a movie. We usually hang out on weekends because we are quite busy during the week. I have a car, so I am always the one to pick them up and bring them to the restaurant or the movie theater. Ok, đó là cái phần hẹn hò về bạn bè. Được chưa? Thế thì bây giờ không hẹn hò về bạn bè thì hẹn hò về về răng. Răng miệng. Bác sĩ thì nói như nào? Anh Hưng à, tôi rất là thích ăn đồ ngọt nên là răng của tôi sâu mẹ hết. I really like eating ngọt. Eat with soup. I'm a fan of that. Have a lot of cavities. Mọi người làm ở trong công ty có cái từ cavity ở cái khuôn đấy, mọi người biết cái từ đấy không ạ? Mọi người nhớ đến cái từ này nhé, cavity. Bà Hậu nhìn có vẻ không biết cái cavity lắm. Khu chị làm không có cavity, khu chị làm chỉ có đấm nhau thôi. Rồi, chị Hậu ơi. Sau này cái chỗ bộ phận chị nếu mà tuyển sang năm mà tuyển nữ thì chị báo em ấy nhé. Em có một bạn nữ xinh đẹp, duyên dáng, học giỏi, có nhu cầu tìm việc ở Samsung. Bạn ấy là vợ em, mẹ suốt ngày đam mê Samsung. Chị ông 18 tuổi cho hay, tôi khuyên bạn không nên đi vào Samsung đó, nơi bào mòn tuổi trẻ. Rồi ok, tiếp là chị Hậu. À đâu, đến anh gì nhỉ? Anh Hưng chứ. Nào anh Hưng nào. Tiếp nào.
Tôi là một người rất thích ăn kẹo, thế nên là răng tôi sâu mẻ hết rồi. Rồi này. Đó cũng là lý do tại sao mà tôi thường xuyên phải đặt lịch hẹn với lại nha sĩ. That is a reason. Make an appointment with them. That's the reason why I usually have to make an appointment with doctor. With my doctor. Đó là lý do tại sao mà tôi thường phải gặp bác sĩ, được chưa? Rồi, chung nào, cái việc mà đặt hẹn với bác sĩ thì cũng có một cái lợi thế là không phải đợi và được ưu tiên. Chung ơi. Chung, nếu như mà bảo Chung theo dõi việc học liên tục thì thật sự là mình không thể tin được. Rồi các bạn cứ như thế này xong mình không chửi thì lại bảo là thầy bị ngu. Mà chửi thì lại bảo thầy khó tính. Trung ơi. Trung ơi. Đây, em nghe đây. Nào dịch đi. Anh nói lại ghi tiếng Việt anh kìa. Tao biết ngay mà. Rồi. Cái việc đặt hẹn trước với bác sĩ ấy, thì cũng có lợi thế. Bởi vì là tôi không phải đợi quá lâu. Việc making an appointment in advance. Also cũng has its own advantage. Là có cái lợi thế nhất định của chính nó, has its own advantage. Tức là cái việc đặt lợi thế because I don't have to wait for too long. Bởi vì tôi không phải đợi quá là lâu. Because I don't have to wait for too long. Được chưa? Rồi, tiếp này. Nhân lại chạy đi đâu rồi? Cứ đang học như thế. Chị Hậu nào. Chị Hậu ơi, quay lại với cái việc mà sang năm nếu mà cái chỗ nào có trống thì chị nhớ bảo em dí vào em vào cái vị trí đấy nhá. Thế muốn vợ em về Bắc Ninh à? Ồ, chị ở Bắc Ninh à? Chị Bắc Ninh mà. Đủ, tưởng Thái Nguyên. Không, thực ra là Bắc Ninh, nhưng mà Bắc Ninh không có xe đưa đón lên trên này nhỉ? Có, vẫn có xe đưa đón mà. Lên Thái Nguyên đó chị? Nhưng mà... khó đó. Không có xe thành viên trong Bắc Ninh, thằng EDV thôi ạ. EDV. Bà này định lừa mình gửi vợ đi Bắc Ninh nhưng mất mẹ vợ đây mà. Chết, chị ở EDV mà. Thế em lại tưởng chị ở trên Thái Nguyên. Thôi nhưng anh khác nhá. Cái việc nào mà nhẹ ngồi chơi cả ngày, vợ em nó chỉ thích thế thôi. Ngồi chơi cả ngày mà lương vẫn cao ấy. Thì các anh nhớ hú em một câu. Vợ em nó được cái nó lười giống em. Em bảo nhà dạy với em thì nó không nghe. Em bảo em xúi vợ em là như thế này, là nó thì ra trường chắc là bằng xuất sắc hoặc là bằng giỏi, đẻ con tùy vào đẻ con nó có ngoan hay không ngoan. Điểm bây giờ thì vẫn cao lắm, em xúi nó là ở lại trường để sau rồi giới thiệu sinh viên ấy, từ trường đấy ra chỗ bên em dạy. Thì cái việc ở trên trường thì mình không kiếm mấy đúng không? Nhưng mà mình kiếm ngoài. Nhưng vợ em nó không nghe. Thế bướng, được cái nó bướng. Rồi anh học ngành gì đấy? Học cái gì nhỉ vậy nhỉ? Quản lý công nghiệp. Thực ra là khó xin việc bởi vì là như Samsung thì hầu như là họ cơ với điện ấy. Samsung hình như nó không tuyển bên quản lý công nghiệp, bên bên khoa kinh tế đúng không?
cũng ít đấy. Cũng ít đợt tuyển. đợt trước thì bên anh tuyển phiên dịch nhiều, Dạ? như bên anh trước tuyển phiên dịch thì nhiều, tuyển 3.000 Sao tuyển phiên dịch? Đây, đợt rồi có dự án làm mạch nó tuyển phiên dịch nhiều, Phiên dịch cả tiếng tiếng Anh và tiếng Hàn, À, cả Anh đợt, cả đợt em cũng thấy có tuyển phiên dịch tiếng Anh lương 20 triệu hay sao ấy, em chả nhớ. Hàn. Tuyển đợt rồi tuyển nhiều. Nhưng mà nó chỉ theo dự án thôi chứ, xong thì thôi chứ. Ờ không, tuyển vào thì coi như chính thức luôn mà. Chứ nhưng mà vợ em nó có làm phiên dịch đâu. Thế thì ở trường ngon hơn kia ngoài làm tư. Thế nó... Nhưng mà nó không thích ở trường, nó có vấn đề là nó không thích ở lại trường. Nhưng mà năm Samsung năm nào cũng tuyển sinh viên mới ra trường. Thế nhưng mà ý là cái khoa của vợ em nó là cái khoa kinh tế, nên là Samsung nó em hình nếu em không nhầm thì nó ít tuyển cái khoa đấy. Ít lắm, bây giờ ngày xưa thôi, ngày xưa là nhiều, giờ ít. Các ông vào trước các Giờ ông hốt mẹ tiền hết tiền của Samsung rồi, đến lần vợ con tôi chả còn cái gì mà ăn nữa. Cặp đất cũng không mà ăn. Thôi nói chung là em cũng nghĩ là như này, em cũng nghĩ là em dạy để mà tạo mối quan hệ thôi, ví dụ như là sau này mà có cần nhờ vả gì xin việc gì gì đấy, có công việc làm việc nhẹ lương cao mà nhàn nhàn thì ấy 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 em nói chung là em sẽ đẩy vợ em vào đấy, còn hứa với các anh chị là các anh chị giao con anh chị cho em thì em sẽ đào tạo cho nó pờ rồi và dạy tiếng Anh luôn đấy, chúng ta trao đổi thế luôn cho nó nhanh đấy, ví dụ thế. Còn nếu mà các chị anh chị không muốn con giỏi tiếng Anh thì thôi em chả nói làm gì nữa đấy. Rồi đùa tí thế cho vui, thế nào chúng ta tiếp tục với bài nào, nhưng mà nhớ nhé mọi người, nhớ 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 lời em nhé, không em lo vợ em không có việc lắm rồi. Don't have to wait for too long. Tiếp này, ngoài cái việc mà hẹn hò với bạn này, ngoài cái việc mà hẹn hò nha sĩ này thì còn hẹn cái gì nữa không nhỉ? Hẹn gì nữa không? Có cái này có dài không? À, 100 câu rồi. 100 từ không lo nữa, đủ dài rồi đấy. Rồi ok, chốt 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 chốt. Đây nha. Tất đó đó là tất cả những cái arrangement or appointment that I make. Ui khiếp, dạy lớp này buôn giờ lên một tí mà hết giờ. That's all the appointments and arrangement I make in life. Rồi ok. Rồi, ngoại ngữ không giỏi, kiến thức nền không chắc thì ra trường làm được cái gì? Ăn chủ anh là tôn sung anh làm chủ của thầy Phi, làm Samsung, thực ra là Samsung làm. nếu mà nhưng mà, em xin một một vài phút nữa thôi, là Samsung em thấy cái tuyển dụng của họ nó kiểu gì ấy, nộp hồ sơ nó cứ hên.